quý vị và các bạn, hôm nay mình với quý vị và các bạn cùng đi uống cà phê ở Gia Lâm, Gia Tân 2, Thống Nhất Đồng Nai nha quý vị và các bạn. Hôm nay thì Nhân có một cái dịp mà đi có công việc ở Gia Tân 2, Thống Nhất Đồng Nai. Thì tôi thấy cái quán cà phê nó có những cái điểm nó rất là hay, cho nên tôi quay tặng quý vị và các bạn nha. Cái quán cà phê của mình á, mình đang uống á, có tên là Cà Phê Cội Nguồn. Hôm nay là một cái dịp mà bên đạo Thiên Chúa là lễ phục sinh, cho nên là sẽ không phải làm việc, và theo luật á, của bên đạo á, là sẽ không được làm việc, đó là luật buộc. Quán cà phê này to. Thấy có cái cây, những cái cây mà cái gốc cổ thụ nó rất là to. Thường thì một số cái quán ở thành phố á, thì tôi thấy là do cây, là do là tự về và trồng về. Còn đa số thì ở đây một số cây thì rất là to, chắc có thể là cái quán này rất là nhiều năm. Ví dụ là các bạn thấy không, một cái cây si tuyệt vời. Cái cách bài trí của một cái vùng quê thì tôi cho rằng nó cũng mang cái tính chất là giản dị, mộc mạc. Nó không quá, cái không gian nó thoáng, nó cũng không quá giống như ở thành phố. Ở đây có một cái khúc gỗ. Hay quá. Đây có một cái bức gỗ để làm cảnh. Tôi tiến đến quay cho quý vị. Thật ra thì muốn quay là quay ở phía sau, vì tôi thấy nó có một cái hồ nước và nó có một cái không gian yên bình. Tuy nhiên là thôi thì sẵn quay là quảng cáo cho cái quán cà phê cho quý vị và các bạn xem luôn ha. Đây là từ ở phía trong nhìn ra ngoài. Tôi có những người bạn ở nước ngoài thì họ bảo rằng là người Việt Nam thì có thói quen gọi là cà phê, cứ đi đâu mà vòng vòng thì cà phê. Mà đến nỗi một cái cô bé 2-3 tuổi, mặc dù là chưa biết cà phê, nhưng mà hỏi đi cà phê là bé rất là thích. Thì đó cũng là, tôi cho là việc uống cà phê và việc ngồi quán cà phê, đó là một cái nét văn hóa của người Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại. Thì người ta vẫn là thích bàn công việc, gặp gỡ tất cả mọi vấn đề trên cái quán cà phê hoặc là quán nhậu. Thật ra thì nói vui cho quý vị và các bạn thôi, chứ thật ra không phải tất cả mọi vấn đề đều sử dụng cái phương tiện là nơi không gian công cộng. Tuy nhiên là
cái việc gặp gỡ giữa những để mà kết nối bạn bè, kết nối bà con, một cái nhu cầu giải trí mà quán cà phê là nơi bình dân. Quý vị và các bạn không? Nếu như bây giờ mình đi ra một cái ở nhà thì thực sự khi mà làm xong thì cũng phải dọn dẹp. Nếu như trong trường hợp mà mình đi quán cà phê thì chỉ tốn là, tôi cho rằng là nếu mà đi một người thì khoảng chừng 20 ngàn là cho một cái ly cà phê thì nó cũng vừa đủ. Vừa đủ để mà chúng ta gặp gỡ mà giải lao, giải stress cái nhu cầu. Tôi đi với gia đình tôi, quý vị. Quý vị và các bạn thấy không? Một cái cây đa. Có một người bà con đi chung thì mới hỏi là cây đa này có ma hay không, thì cây si này có đa hay có ma hay không, thì thực sự là cũng không biết. Cái câu trả lời thì để dành cho quý vị và các bạn, những người xem video này. Tôi sẽ tiến đến quay những cái không gian ở phía sau. Ở phía sau này có một cái vườn chuối đẹp quá quý vị. Tôi thì dân Củ Chi, cho nên tất cả mọi thứ ở cái nhà tôi đều bị bê tông hóa. Cho nên cứ mỗi lần thấy gặp được cái phong cảnh, những cái vườn rau, những cái vườn chuối, những cái cảnh vùng quê, thì tôi thích trở về và hòa mình với thiên nhiên. Ở đây có một cái cây sung, tôi cho nó là cái độ tuổi nó cũng rất là lớn, một cây sung to. Có một cái câu chuyện là hồi xưa nhà tôi ở phía sau á, nó cũng có một cái hố như thế này. Và người ta khoét đất để mà người ta lấy đất lên phía trước để mà người ta làm nhà. Thì ở phía sau á, thì nó vì mình khoét đất lên thì nó có cái lỗ hủng tròn. Và kỷ niệm của tôi, của gia đình tôi là sau khi cái mùa nước nổi, thì cái mùa nước thì tới còn lại là nó sẽ cạn dần. Và lúc đó mình có thể là câu ếch nè, cá nè, vui lắm quý vị. Ta gọi là tắt cái ao, cái đìa, nếu mà nói theo tiếng người Nam là tắt đìa, vui lắm. Không thể nào diễn tả được cái cảnh mà bắt cá, mà hiện tại là các con của tôi nó lại không có những cái thú vui đó. Quý vị và các bạn thấy không? Ở đây là một cái vườn chuối. Đây là vùng Đồng Nai. Cho nên cái đặc sản của vùng này chắc là cái bơ. Và một tí nữa tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn. Vùng này thì là đa số là bơ, chôm chôm. Đẹp không? Nó là tổng hòa của một cái không gian yên bình. Nói thật với quý vị và các bạn, gần như là cả năm trời tôi đều cuốn với, sáng mở mắt ra thì lịch trình ngày nào cũng như ngày đó, 6 giờ dậy và làm cái kế hoạch đầu ngày. Và cứ thế, mỗi ngày thì làm 5 công việc và ghi vào. Nếu như trong trường hợp có khách đến tư vấn thì lại bị động,
và phải giải quyết công việc nó vào ngày hôm sau. Nếu có một cái phiên tòa thì lại chuẩn bị, và thế là công việc và công việc mà cuốn lấy trong cái vòng quay, tất cả những cái bill, bill điện thoại, tiền nhà, tiền nhân viên, tất cả nó lại bám lấy tôi. Và cuộc sống thì chỉ, nãy tôi có nói, chỉ có cà phê là nơi chúng ta sẽ giải khuây những cái relax, những cái stress. Còn lại thì gần như rất là mệt mỏi. Và hôm nay thì thấy một cái quán cà phê ở vùng Dốc Mơ Gia Kiệm này, thì tôi cũng muốn quay tặng quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn nếu có một dịp nào đó đi Dốc Mơ thì ghé quán cà phê, chúng ta sẽ gần như cho mình một buổi, một ngày lấy lại quân bình rồi lại về thành phố tiếp tục chiến đấu nha quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những cái lời tâm sự mà không có mục đích của tôi. Xin trân trọng cảm ơn.